Chào quý vị các bạn quay trở lại channel Sơn Thủy TV. Cũng như video trước mình đã hứa quý vị các bạn sẽ làm cái chương trình về các cái tuổi xỉu của năm mới này. Thì đối với vận niên của năm Nhâm Dần này, thì đối với tất cả các tuổi xỉu thì phải nói đến thứ nhất, phải nói đến 1937, người sinh năm 1937 của Hoàng Đinh Sĩ năm nay đã là 86 tuổi. Thì đối với lại 86 tuổi thì người nam là sẽ gặp được sao Thái Dương chiếu mệnh và nữ là sao Thổ Hữu chiếu mệnh. Thì như vậy thì đối với người nữ 86 tuổi mà lại gặp sao Thổ Hữu chiếu là hay bị ốm, và hạn của nó chính xác là hạn Diêm Vương. Như vậy là đi cần phải giữ gìn sức khỏe của năm mới này. Và tiếp theo nữa là đến cái tuổi 1949, thì đối với những người sinh năm 1949 của hàng Kỷ Sửu thì năm nay đã là 74 tuổi. Thì đối với lại tuổi Kỷ Sửu thì nam là chiếu mệnh là sao Thổ Hữu và nữ 74 tuổi là gặp sao Vân Nam chiếu. Thì đối với tuổi 74 tuổi năm nay thì sức khỏe có yếu kém đi, bởi vì gặp cái hạn ngũ hộ thì có sự tổn thai, thì hao tốn sức lực và sức khỏe. Thì như vậy cũng cần phải giữ gìn của năm nay. Thế còn đối với lại 19 tuổi tiếp theo là 1964 hàng Tân Sửu thì năm nay là 62 tuổi. Thì đối với những người Tân Sửu sinh năm 1961 và năm nay là đi 62 tuổi, thì đối với người nam là sao Thái Âm chiếu và nữ là sao Thái Bạch chiếu. Thế thì đối với lại sao Thái Bạch chiếu đến cái người 62 tuổi là tuổi Tân Sửu nữ, thì như vậy thì người nữ cần phải giữ gìn sức khỏe, mọi thứ làm ăn đầu tư nghe ngóng cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì sao? Đã là sao Thái Bạch thì có hay liên quan đến mất mát về kinh tế và tình cảm mọi thứ, thì cần phải giữ gìn trong năm nay bởi vì có sự tồn tại. Thế nhưng trong cái trường hợp mà nam 62 tuổi sao Thái Âm nó chiếu nhưng nó dở cái là gặp sao Diêm Vương, hạn là hạn Diêm Vương nó chiếu, thì như vậy thì là cũng cần phải giữ gìn sức khỏe bởi vì là hay nguy hiểm, nó vượng quá là nó hay bị bỏ, cho nên cần phải chú ý. Thế còn nữ thì như vậy thì là dạ sao Thái Bạch nó chiếu rồi thì cần phải giữ gìn sức khỏe và mọi thứ phải cân nhắc trước khi làm. Lý do là có thiên la địa võng đều chiếu cả, như vậy đi làm gì không thể vượt quá được, không làm quá được, vượt qua cái cửa của lao lý, như nên phải cẩn thận nhé. Thế còn tiếp theo là đối với lại những người 1973 thì như vậy thì 1973 Quý Sửu năm nay là 50 tuổi. Người ta bảo ngũ thập niên như mưu linh kế thử ngũ phong hàm thế sự đã 50 mà vẫn còn bị ngươn chạy. Thì đối với tất cả các tuổi Sửu thì trong 3 năm vừa rồi là 19-21 là đại hạn tam tai rồi, đúng không? Thì trong những đại hạn tam tai của 3 niên vừa rồi thì đối với các tuổi Sửu 1961, 1973, 1985 và 1997 và nó rơi vào cái trường hợp, tức là nói về chuyện tình cảm,
sự thị phi và đức quãng, chia sẻ, chia rẽ. Đấy là trong tình yêu. Thì đối với năm nay thì 1973 50 tuổi thì đồng ý là sao thấy dương chiếu. Thì đối với người nam là sao thấy dương chiếu thì đẹp thật. Nhưng nó lại dở một cái là nó có một cái hạng là toán tận. Toán tận này thường thường hay đến bất ngờ, thình lình. Toán tận hạng đến thình lình. Đàn ông rất bị bỏ mình nhiều khi. Cho nên là trông thế thôi nhưng mà cần phải giữ gìn mọi thứ. Bởi vì trong 3 năm vừa rồi đã thất bại nhiều thứ rồi, đúng không nào? Kinh tế thì suy giảm, tình yêu thì chia rẽ, có đôi thì phải chia lìa, ly hôn ly dị. Thì như vậy thì năm nay cũng thoát được cái hạn của tăng tai rồi, thì đối với người nam vẫn đẹp hơn, đúng không? Thế còn người nữ sinh năm 1973 thì đồng ý là 50 tuổi như sao thổ tú chiếu, thì với vận niên năm nay thì sao thổ tú chiếu xấu, mình mộng mà lại gặp thổ tú chiếu thì chắc chắn là phải xấu rồi. Đấy, rất là nặng, ốm đau. Rồi là bị hãm địa, hãm tài, hãm địa đấy. Thế thì nó liên quan đến cái hạn của Huỳnh Tuyền ấy, thì như vậy đi là nhiều khi cũng có thể là ngã, băng bó chân tay, bỏ kia va chạm. Như vậy đi là các vị sinh năm 1973 nữ là phải hết sức cẩn thận nhé. Nếu nói đến tiếp theo là 1985 bất xỉ, thì đối với các cái tuổi bất xỉu thì cũng 3 năm vừa rồi thì là hạ con tai, thì có người thì xảy ra cái nọ cái kia, kinh tế sa sút là nhìn trông thấy rồi. Cho nên là trong những cái hạ con tai là hết sức cẩn thận với sự gì bất luận chỉ thần người nào cũng thế. Gần như các ông thầy nào bà thầy nào cũng sợ nhất hạ con tai. Thì như vậy thì trong 3 năm vừa rồi có 8 tuổi xỉu, đó 19-21 mà trong 3 năm mà. Thì đối với 1985 là sa sút về tình cảm, sa sút về kinh tế, tình cảm thì bị gián đoạn, thậm chí có những đôi nặng quá thì chia đôi, chia ly, đấy, thất thoát tài sản kinh tế nhiều, đấy, hoặc là có nhà thì nặng quá thì là tang chế, đấy, mà các cái tuổi Ất Sửu nhất là hạn nguy hiểm nhất vừa rồi, năm vừa rồi là tháng 12 âm lịch là mạnh nhất. Rồi của năm 2021 thì như vậy đối với năm nay thì như vậy thì 1983 tháng tuổi thì có sao khổ cũ chiếu đối với người nam thì cũng cần phải là chú ý. Và nữ thì nó liên quan đến vận sao vận hạn, thì đối với lại tuổi 1985 năm nay là bị gọi là tồn tại, tổn sinh lực, hao tốn sinh lực, sức khỏe thấy đi xuống, kinh tế thì cũng bị hao tàn. Đồng ý là hết hạn tam tai chứ chưa phải là đẹp của năm nay. Thế còn đâu là tiếp theo là đối với lại 1997. 1997 thì binh sĩ năm nay là 26 tuổi, đúng không nhỉ? 1997 đúng rồi, năm nay là 26 tuổi. Thì đối với 26 tuổi thì nam là sao thái âm nó chiếu thì đồng ý là đẹp. Thì năm nay đối với người mà sinh năm 1997 có cơ hội cưới lấy vợ đi, đó. Năm nay nhiều niềm vui đến đối với 1997 nam ấy. Thế còn đâu là 1997 nữ thì sao? 1997 nữ thì là gồm như, gần như là xấu hơn, bởi vì nó lý do là nó có sao thái bạch tương chiếu. Đấy, sao thái bạch chiếu 1997 thì như vậy đi là cần phải chú ý không nghe những lời gặp những người thanh niên lạ có thể mất chặt, hoặc là tin mà người yêu quá là may là mất cả vốn lại, mất chì đến chẳng. Đấy chưa? Thì đồng ý là 26 tuổi nam là sao thái âm nó chiếu đẹp, cực kỳ đẹp luôn.
Nhưng nhớ là phải tránh cái chuyện say mê với lại trai gái quá gái nhé, là gặp Diêm Vương đấy. Như vậy thì là nếu mà để nói tính ra thì là 997 vẫn đẹp hơn cả. Thế còn đối với lại nữ 997 26 tuổi sao thế mạnh rồi, thì các vị nữ cần phải cần chú ý nha. Bởi vì không chạy được, nếu mà chẳng hạn nghe bạn bè đầu tư buôn bán hoặc buôn lậu đó kia là đứt ngay, hoặc đua đòi vào những cái khách sạn nhà nghỉ là hoặc là hộ hè đình đám gì mà chưa gọi là có thể mất chắc cả chị nữa chạy. Đấy là đối với lại nữ 1997 của năm nay. Thế còn tiếp theo nữa là sinh năm 2009, 2009 đối với lại tuổi Kỷ Sửu. Kỷ Sửu năm nay 14 tuổi. Đó, 14 tuổi đồng ý là nam là dương, thái dương chiếu, nữ là thổ vũ. Thì như vậy đi là nam sinh năm 2009 thì năm nay vô tư, sức khỏe dồi dào, tốt, học hành thi đỗ đạt cao. Thế còn nữ thì hơi kém hơn nha. Nhưng mà nam thì cũng phải giữ gìn, bởi vì là đi xe đi bộ cẩn thận trong năm nay, vì lý do nó cũng cái hạn quán thận đến giật mình, đúng đến thì mình đi xe đi bộ cái là phải gọi cả và không có lại múc vào cho thì lại bảo tại sao đẹp còn lại tai nạn xe đấy. Thế còn người nữ thì như vậy đi sao tổ vũ chiếu thì có cái sao nặng của nó bình thường thì ốm đau đấy, phải chú ý nhá, ốm đau nặng thì cẩn thận phải phòng thân trước. Đấy, 14 tuổi. Thế còn đối với lại các cháu bé, ví dụ chẳng hạn như là 2021, 2021 thì năm nay là 2 tuổi rồi. Thì đối với 2 tuổi thì như vậy thì nam là sao thổ vũ chiếu, nữ thì là sao vân hám chiếu. Thì thôi các cháu bé thì cũng phải giữ gìn, bởi vì 2 tuổi mà mới bước sang 2 tuổi thì như vậy vẫn hàng như là tờ giấy trắng. Tôi đã được bố mẹ nuôi và chăm sóc giữ gìn rồi, cũng cần phải chú ý, đúng không? Những người lớn phải chú ý đến các cháu nhỏ 2 tuổi, bởi vì nó vẫn còn xài đẹp mà. Như vậy thì để biết được cái kết cục của trong năm nay thì đối với các cái tuổi Sửu là cũng mới chỉ là được bình hòa thôi, đúng không? Bởi vì sao? Đồng ý là hết hạn tam tai, nhưng tuổi Sửu gặp năm dần, Sửu thổ gặp dần mộc vẫn không được thuận bịa. Đấy, không thuận bịa. Như vậy đi là chú ý trong lĩnh vực làm ăn cũng chưa đâu đâu cả. Thế còn đâu là các bạn phải giữ gìn sức khỏe trong lúc này đang dịch Covid rất là nhiều, lây lan quá nhanh luôn. Thì đấy là hạn đấy, nếu như gặp phải hung tinh mà nó chiếu đấy thì như vậy đi là trở thành là biến dạng, bị dính một phát là ốm mệt mỏi rồi, làm ăn kinh tế thua lỗ luôn, mà đóng cửa thì lại hết hơi. Thế còn đối với lại tại sao vậy, sinh ra trong cái tháng này và kể cả tháng sau nó bị tràn ngập nhiều thế, vì lý do cái video trước mình đã nói rồi. Bản thân của một năm nay ngũ hoàng sắc nhập trung cung, tức là nhập giữa nhà, và bản thân tháng này sao bị hắc nhập giữa nhà tiếp, thì tất cả sao ngũ hoàng đã nhập ở giữa trung cung thì giữa nhà thì nhà nào cũng nhập, thì như vậy thì nó mới xảy ra cái chuyện là ốm đau và dịch tràn lan. Thì các vị phải hết sức cẩn thận và chú ý trong mọi thứ, không gây độc trong thương nhà tháng này. Thế để biết được vận viên năm nay những tuổi nào xung hại nhất, có hại nhất, và những tuổi nào có lợi lộc nhất, sự may mắn đến liên tiếp của trong năm nay, thì hẹn quý vị các bạn chương trình sau, video sau mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn để nắm bắt được các tình hình của một năm vận niên như thế nào nhé. Video này cũng xin tạm dừng đây. Hẹn quý vị và các bạn chương trình sau. Thân ái chào quý vị và các bạn.